Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta cùng với thầy Tài tiếp tục làm bài tập hàng ngày số 82 nhân với số có một chữ số có nhớ, được trích ở trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 3 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều các em nhé. Chúng ta cùng đến với một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: gấp 1215 lên 5 lần được. Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Tức là đây chúng mình sẽ đi đặt tính 1215 nhân 5 các em nhé. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là bằng 6075. Chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta cùng đến với câu trắc nghiệm 2. Giá trị của biểu thức 28.259 cộng 10.804 nhân 3 là bao nhiêu? Trong biểu thức này có phép tính cộng và phép tính nhân. Các em phải ưu tiên thực hiện phép tính nhân trước nhé. Chúng ta đặt tính nhân ra nhát nào. 10.804 nhân 3 nào. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 0 bằng 0, thêm 2 bằng 2, viết 2. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Như vậy cái biểu thức này ta sẽ viết tiếp bằng 28.259 cộng với kết quả của phép nhân, đó là 32.412. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tính cộng tiếp nhé, xem nó bằng bao nhiêu nào. Thầy sẽ cộng ở phía dưới này nhé. 28.259 cộng 32.412. 9 cộng 2 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là đây bằng nó chính là 60.671. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Câu đúng là chúng ta sẽ thực hiện các phép tính này và sẽ so sánh các kết quả này đúng hay sai nhé. Thì ở đây câu số 3 này đáp án đúng là đáp án A. Chúng ta cùng kiểm chứng lại cùng thầy. 15.000 nhân 4 nào. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 5 bằng 20, viết 0, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 60.000 ở đây nhé. Tiếp tục nào. 12.000 nhân 6. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 2 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Ta thấy rằng cái con số 60.000 này bé hơn 72.000 đúng không? Như vậy thì cái câu đúng là đáp án A rồi. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. Một khu đất hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 430 m. Vậy chu vi của khu đất đó là. Đây là chúng ta dùng kiến thức tính chu vi của hình vuông. Muốn tính chu vi của hình vuông, ta lấy độ dài cạnh nhân với 4 các em nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính 430 nhân 4 nào. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 3 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 x 4 bằng 16, thêm 1 bằng 17, viết 17. Như vậy ta được kết quả là 1720 đơn vị là mét. Chúng ta chọn đáp án C. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Để có đủ tiền mua tặng mẹ chiếc khăn giá 90.000 đồng, mình đã lên kế hoạch tiết kiệm. Trong 4 tuần vừa qua, mỗi tuần mình tiết kiệm được 19.000 đồng. Vậy để mua được chiếc khăn, mình cần thêm số tiền là bao nhiêu? Ở đây chúng ta cần có hai bước tính để thực hiện này. Bước tính 1 là các em phải xác định xem là bạn Minh trong 4 tuần thì bạn đã tiết kiệm được tất cả bao nhiêu tiền nhé. Bước 1 này. Và tiếp theo là ở bước 2 thì chúng ta sẽ đi tính xem là mình cần phải thêm số tiền là bao nhiêu nữa, đúng không? Ê, bây giờ để ở bước 1 này để thực hiện. Mỗi tuần mình tiết kiệm được 19.000 đồng. Vậy thì 4 tuần mình sẽ tiết kiệm được là 19.000 x 4 nhé. Chúng ta sẽ đi đặt tính nào các em. 19.000 x 4 nào. Thầy cho mình sẽ đặt tính ở bên dưới này nhé.
19.000 nhân 4. 4 nhân 0 bằng 0 viết 0, 4 nhân 0 bằng 0 viết 0, 4 nhân 0 bằng 0 viết 0. 4 nhân 9 bằng 36 viết 6, nhớ 3. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. Như vậy ta được kết quả là 76.000. Chúng ta sẽ điền vào đây. Tiếp theo, bạn Minh cần phải thêm số tiền là bao nhiêu? Biết rằng chiếc khăn này có giá 90.000 đồng, vậy số tiền phải thêm, ta sẽ lấy 90.000 đồng trừ đi 76.000 đồng các em ạ. À, chúng ta đặt tính nhé. 0 trừ 0 bằng 0 viết 0, 0 trừ 0 bằng 0 viết 0, 0 trừ 0 bằng 0 viết 0. 0 không trừ được 6, ta lấy 10 trừ 6 thì bằng 4 viết 4 nhớ 1. Nhớ 1 và 7 được 8, 9 trừ 8 bằng 1. Như vậy, chúng ta thấy rằng là bạn Minh thì cần thiếu 14.000 đồng nữa. Đó, như vậy chúng ta chọn cho thầy là đáp án C. Là câu số 5 này. Chúng ta đã xong phần trắc nghiệm rồi. Cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính. Chúng ta thực hiện theo yêu cầu của đề bài. Đề bài đã đặt tính sẵn cho chúng mình rồi. Phép tính đầu tiên, 4.219 nhân 2. 2 nhân 9 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. 2 nhân 2 bằng 4 viết 4. 2 nhân 4 bằng 8 viết 8. Như vậy ta được kết quả là 8.438. Tiếp theo nào, 9.216 nhân 3. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 3 nhân 2 bằng 6 viết 6. 3 nhân 9 bằng 27 viết 27. Như vậy ta được kết quả là 27.648. Tiếp theo, 24.071 nhân 4 nào. 4 x 1 bằng 4 viết 4. 4 x 7 bằng 28 viết 8 nhớ 2. 4 x 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 viết 2. 4 x 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9. Ta được kết quả là 96.284. Tiếp theo, 15.324 nhân 3. 3 x 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 3 x 3 bằng 9 viết 9. 3 x 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. Như vậy ta được kết quả là 45.972. Tiếp tính cuối cùng, 11.906 nhân 5. 5 x 6 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 5 x 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3 viết 3. 5 x 9 bằng 45 viết 5 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9 viết 9. 5 x 1 bằng 5 viết 5. Như vậy ta được kết quả là 59.530. Chúng ta đã xong bài 1 rồi. Bài 2, đặt tính rồi tính. Chúng ta dựa ở phần đặt tính giống như bài 1, chúng ta sẽ đi tự đặt tính ở bài số 2 các em nhé. Phép tính đầu tiên, 7.109 x 9. Chín nhân chín bằng 81, viết 1 nhớ 8. 9 nhân 0 bằng 0 thêm 8 bằng 8 viết 8. 9 nhân 1 bằng 9 viết 9. 9 nhân 7 bằng 63 viết 63. Như vậy ta được kết quả là 63.981. Phép tính tiếp theo, 5.116 nhân 6. 6 nhân 6 bằng 36 viết 6 nhớ 3. 6 nhân 1 bằng 6 thêm 3 bằng 9 viết 9. 6 nhân 1 bằng 6 viết 6. 6 x 5 bằng 30 viết 30. Như vậy ta được kết quả là 30.696. Tiếp theo, 16.018 nhân 4. 4 x 8 bằng 32 viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 4 x 0 bằng 0 viết 0. 4 x 6 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6 viết 6. Như vậy ta được kết quả là 64.072. Tiếp tính cuối cùng, 28.263 nhân 3. 3 x 3 bằng 9 viết 9. 3 x 6 bằng 18 viết 8 nhớ 1.
3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6 thêm 2 bằng 8 viết 8. Như vậy ta được kết quả là 84.789. Chúng ta đã xong bài tự luận 2. Tiếp theo là bài tự luận 3, số hỏi chấm. Ở đây chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng này, gấp số đã cho lên 3 lần và gấp số đã cho lên 5 lần. Nhớ cho thầy nhé, muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần các em ạ. Với số 514 nào, gấp số này lên 3 lần, ta sẽ lấy 514 nhân 3, các em đặt tính ra nháp. 514 nhân 3. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4. Viết 4. 3 nhân 5 bằng 15 viết 15. Như vậy ta được kết quả là 1542. Tiếp theo, 514 gấp 5 lần thì ta sẽ lấy 514 nhân 5. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5 thêm 2 bằng 7 viết 7. 5 nhân 5 bằng 25. Như vậy ta được kết quả là 2570. Tiếp theo, số 1709 gấp lên 3 lần, ta sẽ lấy số đó nhân với 3 đúng không? 1709 nhân 3. 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 viết 2. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3 thêm 2 là bằng 5 viết 5. Ta được kết quả là 5127. Tiếp tục, gấp lên 5 lần, ta sẽ lấy số này nhân với 5. 1709 nhân 5. 5 x 9 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 5 x 0 bằng 0 thêm 4 bằng 4 viết 4. 5 x 7 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 5 x 4 bằng 5 thêm 3 bằng 8 viết 8. Như vậy ta được kết quả là 8545. Tiếp theo là số 18191, gấp lên 3 lần, ta sẽ lấy số này nhân với 3. 3 x 1 bằng 3 viết 3. 3 x 9 bằng 27 viết 7 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3 thêm 2 bằng 5 viết 5. 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3 thêm 2 bằng 5 viết 5. Ta được kết quả là 54573. Và cuối cùng, số này được gấp lên 5 lần, ta sẽ lấy số này nhân với 5. 5 x 1 bằng 5 viết 5. 5 x 9 bằng 45 viết 5 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9 viết 9. 5 x 8 bằng 40 viết 0 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 là 9 viết 9. Như vậy ta được kết quả là 90.955. Như vậy thầy trò chúng mình đã làm xong bài tự luận 3 rồi các em ạ. Tiếp theo là bài tự luận 4. Hãy điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng vào những cái ô so sánh này. Chúng ta sẽ đi thực hiện các phép tính nhé. 36.281 nhân 2 nè. 36.281 nhân 2. 2 nhân 1 bằng 2 viết 2 này. 2 nhân 8 bằng 16 viết 6 nhớ 1 này. 2 nhân 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết 5 này. 2 nhân 6 bằng 12 viết 2 nhớ 1 này. 2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7 này. Như vậy kết quả ở đây là 72.562 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn là 50.131 rồi đúng không? Chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn. Tiếp theo nào. 18.019 nhân 5. 5 x 9 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 là 9, viết 9 này. 5 x 0 bằng 0 này, viết 0. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4 này. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9 này. Như vậy ta được kết quả là 90.095 thì nó sẽ bé hơn là 98.474 rồi đúng không? Chúng ta điền dấu bé hơn. Tiếp theo nè, 1922 nhân 4. 4 nhân 2 bằng 8 viết 8. 4 nhân 2 bằng 8 viết 8. 4 nhân 9 bằng 36 viết 6 nhớ 3. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 7.688 với lại cái phép tính là 2.508 nhân 3 nào. 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 x 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 viết 2. 3 x 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1.
3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 biết 7. Như vậy cái kết quả 7688 nó sẽ lớn hơn 7524 rồi. Chúng ta điền dấu lớn hơn. Tiếp theo 9107 x 6. 6 x 7 bằng 42 viết 2 nhớ 4. 6 x 0 bằng 0 thêm 4 bằng 4 viết 4. 6 x 4 bằng 6 viết 6. 6 x 9 bằng 54 viết 54. Ta được kết quả là 54642. À, tiếp theo 18214 x 3. 3 x 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3 thì 1 bằng 4 viết 4. 3 x 2 bằng 6 viết 6. 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3 thêm 2 bằng 5 viết 5. À, ta thấy rằng hai kết quả này bằng nhau rồi các em ạ. Ta điền dấu bằng nhé. Chúng ta đã xong bài tự luận 4 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 5. Bài tự luận 5 đề bài như sau. Sáng nay cô Hà mua 1kg xoài và 1kg táo. 1kg xoài có giá 21.500 đồng. 1kg táo có giá gấp 3 lần giá của 1kg xoài. Hỏi, sáng nay cô Hà đã tiêu hết bao nhiêu tiền? Vậy chúng ta sẽ tư duy cho thầy này. Tiền mà cô Hà đã tiêu thì nó sẽ dùng để làm gì nhỉ? À, sẽ dùng để mua 1kg xoài và 1kg táo đúng không? 1kg xoài thì chúng ta biết giá tiền là 21.500 đồng rồi. Thế 1kg táo thì có giá cụ thể là bao nhiêu chúng ta chưa biết đúng không? Bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ phải tính tiền của 1kg táo đúng không nào? Chúng ta sẽ có lời văn như sau. 1kg táo có giá là 1kg táo có giá gấp 3 lần giá của 1kg xoài. Vậy chúng ta sẽ lấy 21.500 đồng giá của 1kg xoài chúng ta nhân 3 lần lên. Chúng ta đã tính ra nháp nhé. 3 x 0 bằng 0 viết 0. 3 x 0 bằng 0 viết 0. 3 x 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3 thì 1 bằng 4 viết 4. 3 x 2 bằng 6 viết 6. Như vậy ta được kết quả là 64.500 đơn vị là đồng nhé. Như vậy thì chúng ta đã biết tiền mua 1kg xoài rồi thì mua 1kg táo rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính được tổng số tiền mà cô Hà đã tiêu đúng không các em? Mình sẽ có sáng nay cô Hà đã tiêu hết số tiền là chúng ta sẽ lấy tiền của 1kg xoài đúng không? Cộng với tiền của 1kg táo là xong. Tiền 1kg xoài là 21.500 đồng. Cộng với tiền 1kg táo mình vừa tính được ở trên là cộng với lại 64.500 đồng. Chúng ta đã tính cộng ra nháp nhé. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0, 0 cộng 0 bằng 0 viết 0, 5 cộng 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. 2 cộng 6 bằng 8 viết 8. Như vậy ta được kết quả 86.000 đơn vị là đồng. Và cuối cùng mình ghi đáp số là 86.000 đồng. À, như vậy thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 5, cũng là bài cuối cùng của bài tập hàng ngày số 82 rồi. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.